và 6 năm là một chặng đường dài không ngừng củng cố và phát triển của cán bộ công nhân viên nhiều thế hệ để xây dựng nên thương hiệu Xuân Hòa. Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, tiền thân là nhà máy xe đạp Xuân Hòa, được thành lập từ năm 1980 do Pháp xây dựng. Sau 36 năm phát triển, đến nay Xuân Hòa tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về tư vấn thiết kế, sản xuất trang thiết bị nội thất. Một năm sau cổ phần hóa, năm 2016, công ty đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Những cục máy móc công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới được nhập về nhà máy. Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để đổi mới máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới như máy đổ dập Amada của Nhật, máy uốn Savani của Ý, máy hàn robot Panasonic của Nhật. Nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, công ty đã mời về nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trên thế giới về quản lý sản xuất, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên theo tiêu chuẩn quốc tế như TPS, 5S, KPI, Kaizen và đã có những kết quả rõ rệt. Thời gian giao hàng nhanh hơn, chất lượng cao hơn, giảm tồn kho bán thành phẩm. Kế hoạch quản trị năng suất và chất lượng sản phẩm được xây dựng thực hiện trong một năm và khi hoàn thiện, chất lượng sản phẩm được nâng lên, ổn định và giảm thiểu hàng lỗi xuống còn 0,23 phần nghìn. Đồng thời, năng suất lao động tăng gấp 1,5 lần, tương đương với 150%. Với chiến lược marketing chuyên nghiệp được áp dụng, công ty đã tăng đầu tư ngân sách cho marketing, chuyên nghiệp hóa và mở rộng hệ thống bán hàng từ 300 lên 1.500 điểm bán với đội ngũ bán hàng đông đảo và chuyên môn cao. Các hoạt động truyền thông quảng bá cũng được đẩy mạnh với nhiều đầu báo và kênh truyền hình đưa tin. Đây là ba nền tảng để nội thất Xuân Hòa đổi mới, nhờ đó công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tiếp nối thành công tạo uy tín trước các đối tác lớn là những công ty hàng đầu thế giới như IKEA Thụy Điển, Toyota và Seikin Nhật Bản, Habitat của Pháp, cam kết tiêu chuẩn quốc tế giá trị dài đầu được khẳng định vững chắc. Đặc biệt, ngày 14 tháng 12 năm 2016, mắt xích còn lại trong chuỗi đổi mới chính thức được hoàn thiện. Bộ nhận diện truyền thống màu xanh được chuyển thành bộ nhận diện hoàn toàn mới sử dụng hai màu chủ đạo là đỏ và trắng. Bộ nhận diện thương hiệu mới dựa trên nguyên tắc kế thừa và phát triển nhằm truyền tải cam kết của Xuân Hòa về sản phẩm nội thất chất lượng cao, dịch vụ thân thiện và gia tăng tối đa quyền lợi, sự tiện ích cho khách hàng. Dựa trên cam kết bền bỉ, hiện đại, đẹp với tầm nhìn nội thất hàng đầu Việt Nam và khu vực cùng khẩu hiệu mãi gắn bó, mãi bền lâu. Xác định con người là tài sản quý giá nhất và là nhân tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Vì vậy, trong năm qua, lãnh đạo Xuân Hòa luôn phối hợp triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo đời sống cho người lao động, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chăm sóc sức khỏe và nâng cao thu nhập cho người lao động. Hàng năm, công ty tổ chức cho người lao động đi tham quan du lịch, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trao tặng quà trong các ngày lễ như mùng 8 tháng 3, 1 tháng 6, Tết Trung Thu, chương trình nghỉ mát. Bên cạnh đó, công đoàn còn phối hợp với đoàn thanh niên, tổ chức trao học bổng cho con của người lao động học giỏi và có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động chính là tiêu chí hoạt động hàng đầu của Xuân Hòa. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ cho cán bộ công nhân viên là một trong những hoạt động thiết thực mà công ty luôn quan tâm chú trọng nhằm mang lại niềm vui, những giây phút nghỉ ngơi thư giãn, tái tạo sức lao động cho cán bộ công nhân viên sau những ngày làm việc. Đồng thời là cơ hội để các thành viên công ty được giao lưu, thêm hiểu biết lẫn nhau cũng như để đáp lại những nỗ lực phấn đấu của tất cả mọi người trong lao động sản xuất và kinh doanh. Xuân Hòa trong tôi là sự trường tồn vượt thời gian, là những dấu mốc tạo nên lịch sử. Vậy Xuân Hòa trong bạn là gì? Xuân Hòa trong tôi là nhân ái, sẻ chia cơ hội, hợp tác thành công. Xuân Hòa trong tôi là yêu thương, là hạnh phúc. Xuân Hòa trong tôi là niềm vui. Xuân Hòa là ngôi nhà thứ hai trong tôi. Xuân Hòa trong tôi là thương hiệu Việt đẳng cấp quốc tế. Xuân Hòa trong tôi là sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm. Xuân Hòa trong tôi là những chuyến hàng đi khắp mọi miền Tổ quốc. Xuân Hòa trong tôi là mái ấm gia đình. Xuân Hòa trong tôi là sự đoàn kết và gắn bó. Xuân Hòa trong tôi là nhân duyên. Xuân Hòa trong tôi là sức sống mới. Xuân Hòa trong tôi là xanh và sạch để phát triển bền vững.